Chiều nay, Sở Y tế Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 2023 và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ngành y tế vào ngày 27 tháng 2 năm 1955 và ôn lại truyền thống 68 năm vẻ vang của toàn ngành trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phụng sự đất nước thấm nhuần lời dạy của bác và kế thừa phát huy truyền thống từ các thế hệ đi trước, ngành y tế tỉnh Hưng Yên luôn đồng lòng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là thời điểm dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện, năng lực chuyên môn, trình độ khoa học của đội ngũ y bác sĩ được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khám chữa bệnh trong tình hình mới. Cùng với đó, phong trào thi đua khen thưởng được triển khai, phát động với chủ đề thi đua cụ thể, thiết thực trong toàn ngành và tại các đơn vị Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2022.